Xin chào tất cả mọi người, tôi bác sĩ Huy và tôi đang có mặt tại nha khoa Thúy Anh. Thì chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Thì đây là một kênh YouTube chuyên về nha khoa. Thì trên đây chúng tôi cũng làm rất là nhiều cái video thực tế về quá trình đi điều trị răng cũng như là đưa ra những cái hướng dẫn về chăm sóc răng miệng. Thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu mọi người một cái trường hợp, đó là điều trị tụt lợi hai cái răng nanh ở hàm dưới. Thì điều trị tụt lợi không phải là một cái điều trị nó thực sự phổ biến trong nha khoa, tại vì cái lý do đó là cái việc kỹ thuật điều trị nó tương đối là khó. Tuy nhiên thì đây cũng là một trong những dịch vụ thế mạnh của nha khoa Thúy Anh. Và trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu mọi người trường hợp của anh Lành. Thì anh ấy bị tụt lợi hai cái răng này khá là lâu rồi. Khi mà phần lợi bị tụt ấy thì anh sẽ có cảm giác là bị ê buốt, cũng như là khi mà cười nó sẽ không có tự tin, tại vì cái chân răng nó bị dài ra. Ngoài ra thì theo thời gian thì cái chân răng nó bị dần dần nó bị yếu đi. Do vậy mà anh đã quyết định là tới nha khoa Thúy Anh để thực hiện cái phẫu thuật, đó là kéo lợi che phủ cái phần chân răng bị tụt. Trên màn ảnh các bạn đang quan sát đấy là hình ảnh trong miệng khi mà chúng tôi tiến hành chụp ảnh để ghi lại cái tình trạng ban đầu của anh Lành khi mà tới với chúng tôi. Thì các bạn có thể quan sát thấy là ở hai cái vị trí răng nanh ở hàm dưới của anh, cái phần lợi nó bị tụt rất là sâu. Tức là khi mà tụt ra như vậy thì cái phần chân răng này, toàn bộ cái phần chân răng có màu vàng nó bị lộ ra. Ngoài ra thì cái đường viền lợi so với những cái vị trí răng bên cạnh thì nó rất là cao. Còn cái vị trí này thì nó bị tụt rất là nhiều. Như vậy thì nó làm cho cái chân răng này càng ngày nó sẽ càng yếu đi. Và nếu mà mình không điều trị thì cái nguy cơ là sẽ, một là sẽ bị ê buốt tất cả những cái vùng chân răng này. Thứ hai đó là cái vùng tụt lợi nó sẽ có nguy cơ bị tụt thêm, và dẫn đến là cái răng nó yếu và có nguy cơ là sẽ bị rụng răng. Thì đây là cái hình ảnh chụp cận cảnh hơn ở từng cái vị trí. Đây là của bên tay phải, thì mọi người có thể quan sát thấy rất là rõ. Và trong cái kế hoạch mà điều trị cho hai cái vị trí tụt lợi này thì chúng tôi sẽ tiến hành, đó là kéo cái phần lợi. Cái mô lợi của mỗi một người thì nó sẽ có tính đặc tính, đó là đặc tính đàn hồi. Tức là khi mà mình tạo những cái vạt ở phía bên này, và sau đó thì chúng tôi sẽ dựa vào cái sức đàn hồi của mô lợi, chúng tôi sẽ kéo cái phần mô lợi lên để che phủ cái phần chân răng nó bị tụt này. Ngoài ra thì cái phần lợi này nó khá là mỏng, do vậy mà chúng tôi sẽ tiến hành thêm một cái thủ thuật nữa, đó là ghép mô liên kết. Tức là chúng tôi sẽ lấy một phần mô lợi ở cái vị trí khác, cụ thể là vị trí trên phía vòm miệng, để chúng tôi đưa đến cái vị trí này, và sau đó chúng tôi che phủ cái phần chân răng và kéo cái phần lợi này lên. Thì sau đây mời các bạn cùng quan sát trên miệng để chúng ta có thể thấy rõ hơn cái tình trạng của anh ở hình ảnh thực tế nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người xem rõ hơn cái tình trạng trên miệng của anh nhé. Thì đây là, mọi người có thể quan sát thấy đây là cái vị trí răng bên trái, cái răng nanh bên trái, và đây là cái vị trí răng nanh bên phải. Thì trước khi mà vào cái quá trình phẫu thuật thì bao giờ chúng tôi cũng phải đo cái độ sâu mà cái dự kiến mình sẽ phải kéo cái lợi lên. Thì đây thì đây là cái cây đo. Mọi người có thể quan sát thấy đây là cái răng này nó sẽ bị tụt khoảng 5mm. Và tương tự như vậy cái răng bên này cũng thế, nó bị tụt khoảng 5mm. Thì khi mà tụt như thế này thì thức ăn thứ này nó sẽ bị có xu hướng là nó đọng lại ở cái vị trí này rất là nhiều. Đó, mọi người có thể quan sát thấy ở bên đây là bên trái. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị vào cái quá trình phẫu thuật luôn nhé, để kéo được lợi của hai cái răng bị tụt này lên. Rồi mình bắt đầu luôn thôi anh nhé. Thì ở đây chúng tôi sẽ làm việc theo một team, nên chúng tôi sẽ có nhiều bác sĩ cùng thực hiện cho anh. Rồi anh cắn lại đi ạ. Rồi mình bắt đầu anh nhé.
Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng tôi lại gặp lại mọi người sau 2 tuần khi mà chúng tôi thực hiện phẫu thuật tụt lợi cho anh Lành. Thì buổi ngày hôm nay là cái buổi mà chúng tôi tái khám lại cho anh cái phần vết thương ở cái vị trí mà chúng tôi mới thực hiện phẫu thuật xong. Thì phẫu thuật tụt lợi thì nó sẽ cần một cái thời gian lành thương trung bình từ khoảng 2 tới 4 tuần. Đây là cái thời gian mà trưởng thành của gọi là mô mềm. Nếu mà trong phẫu thuật implant, nếu mà phải ghép xương ấy, thì thời gian để trưởng thành trong cái phần xương nó sẽ lâu hơn, nó sẽ tính bằng từ 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên thì cái vết thương về mô mềm ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ có thời gian liền thương nhanh hơn. Và buổi tái khám ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn cho mọi người xem cái kết quả ngay sau thời điểm mà 2 tuần khi mà những cái mối chỉ nó vẫn còn đang ở trên vị trí vết thương. Anh này, anh bây giờ là cái hình ảnh mà em sẽ cho anh thấy là cái kết quả sau 2 tuần phẫu thuật của mình. Thì đây là cái vết thương lúc trước này, tại cái vị trí tụt lợi lúc trước. Thì hai cái vị trí phía dưới thì rất là rõ rồi. Và đây chính là cái hình ảnh mà chúng em vừa mới ghi lại, cũng như là vệ sinh cái vết xương đi một chút. Tại vì là những cái vết thương khi nó có những cái mối chỉ như thế này thì bao giờ nó cũng sẽ hơi đọng thức ăn một chút. Và ở thời điểm hiện giờ thì toàn bộ các cái phần chân răng bị tụt, các bạn có thể quan sát thấy là cái phần chân răng mà lộ ra màu vàng ở phía trên này thì đã được che phủ hoàn toàn. Cái phần lợi nó phủ lên hoàn toàn. Ngoài ra thì cái phần lợi này cũng đã được dày lên. Khi mà nó dày lên như thế này thì tương lai cái nguy cơ mà bị tụt lại thì gần như là không có. Tại vì khi cái lợi nó dày lên thì nó rất là khỏe. Cái thứ hai nữa là ở cái vị trí mà mới làm xong rồi này, thì cái hình ảnh bề mặt lợi thì nó sẽ vẫn còn hơi đỏ một chút. Tại vì như em nói là cái quá trình mà để có thể trưởng thành của một cái vết thương về phần lợi này thì nó sẽ rơi vào từ 2 đến 4 tuần. Như vậy thì ở thời điểm hiện giờ nó vẫn đang trong giai đoạn là gọi là còn non thôi. Tức là mình sẽ có thời gian mình chờ đợi thêm và mình tái khám. Khi đó thì cái vết thương ở cái vị trí này thì nó sẽ hài hòa màu sắc hơn so với cả cái vị trí ở bên cạnh như thế này. Cái màu lợi bình thường nó sẽ hơi nhạt một tí thì đấy là đúng. Còn cái vết thương của mình thì nó ở giai đoạn mới, do vậy mà nó sẽ vẫn còn hơi đỏ một chút. Nhưng mà cái điều đấy thì nó cũng là bình thường, nó trong cái tiến trình nó trưởng thành mà thôi. Khi mà phẫu thuật về nhà xong ấy thì anh có bị đau nhiều không? Anh chỉ đau cái hôm phẫu thuật về thôi, gọi là đau trong thời gian nó khoảng 1-2 tiếng. 1-2 tiếng đầu, vâng. Về anh có phải dùng thuốc giảm đau nhiều không? Anh cũng chỉ dùng viên một lần thôi, là cũng chỉ búng một lần duy nhất thôi. Vâng. Thì phẫu thuật tụt lợi thì bao giờ chúng tôi cũng sẽ phải dặn mọi người đó là trong sau khi phẫu thuật thì chúng tôi sẽ kê một cái đơn thuốc kháng sinh chống viêm cũng như là thuốc giảm đau, để nếu có đau thì mọi người sẽ cần phải uống. Tuy nhiên thì về cơ bản thì phẫu thuật này nó cũng rất là nhẹ thôi, tại vì nó chỉ can thiệp ở cái phần nông. Trong cái phẫu thuật của anh thì chúng tôi có lấy một cái phần mô liên kết ở phía trên, thì ở cái vị trí mà phía trên lấy cái phần mô đó thì anh có bị đau nhiều không? Cũng bình thường, nó không đau lắm đâu. Vâng. Trong vòng khoảng 2 tuần đầu tiên sau khi phẫu thuật ấy, thì thông thường mọi người sẽ không chải răng vào các vị trí phẫu thuật, mà thay vào đó thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái dung dịch nước sát khuẩn có chứa chlorhexidin. Thì sau khoảng 2 tuần thì bắt đầu thời điểm lúc sau thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bàn chải lông mềm để có thể vệ sinh được toàn bộ các cái vùng quanh cái chỗ vết thương đó. Tại vì là khi mà mình ở cái thời điểm 2 tuần mà nếu mà chúng ta có chải răng vào đó thì những cái vết thương nó còn yếu, mà nếu mà mình chải vào thì nó sẽ có nguy cơ là ảnh hưởng tới cái mối chỉ cũng như là ảnh hưởng tới quá trình lành thương đó. Thì bây giờ sau đây thì xin mời mọi người cùng chúng ta sẽ cùng quan sát trên miệng để có thể thấy rõ hơn cái hình ảnh của cái vết thương ở thời điểm hiện giờ nhé. Thì mời mọi người. Thì mọi người có thể quan sát thấy ở đây chính là cái vết thương mà chúng tôi vừa mới thực hiện xong. Đây chính là cái hình ảnh của cái vùng tụt lợi mà chúng tôi vừa mới thực hiện kéo lợi lên xong. Thì toàn bộ cái phần chân răng bị tụt, bị lộ ra trước đây thì đã được che phủ hoàn toàn rồi. Thì đây gọi là cái phẫu thuật kéo lợi. Thì mọi người có thể quan sát cái so sánh giữa cái hình ảnh ở thời điểm hiện giờ và cái video ở bên cạnh, mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt rất là lớn. Rồi, bây giờ cái ngày hôm nay thì em đã tái khám xong cho anh rồi nhé anh nhé. Thì nói chung là mọi thứ vết thương rất là ổn định rồi. Thì em sẽ hẹn anh khoảng 2 tuần nữa thì mình sẽ tái khám một lần nữa, cũng như là em theo dõi cái sự lành thương ở các cái vị trí này anh nhé. Dạ. Xong rồi anh ạ.